vẫn những câu hỏi nhỏ. Sau bao tháng chia ly, anh vẫn thường thắc mắc khi anh không làm gì. Em dạo này có còn xem phim một mình? Em dạo này có đồ ăn và shopping? Ngày xuân em có xuống phố không người và tán dương cỏ cây lặng thinh? Em dạo này có còn đi xa cuối tuần? Em dạo này có gặp Phi và Xuân? Hằng đêm em có nghe hát xa xăm từ quán ăn phù du ngoài sân? Xin chào các bạn. Các bạn đã đến lâu chưa ạ? Hôm nay mình rất vui vì được gặp lại các bạn tại chương trình audio với những trải nghiệm mới về âm thanh. Và các bạn có thắc mắc là hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm một cái sản phẩm âm thanh gì không? Dạ, có lẽ là em cũng chưa đoán được và em cũng đang rất là tò mò muốn biết là hôm nay mình sẽ được trải nghiệm cái sản phẩm gì hôm nay. Ok, thế thì mình sẽ bật mí với các bạn một chút. Đó là một sản phẩm loa giống Line X của thương hiệu Electro Voice, một thương hiệu mà các bạn cũng đã từng sử dụng trong những buổi biểu diễn của mình. Và đây chính là sản phẩm. Thế là sao các bạn? Thế em cũng muốn hỏi một câu hỏi, thì đó là so với cái dòng loa này thì nó có điểm khác gì so với bộ loa mà bọn em đã dùng vậy? Đây cũng chính là một câu hỏi mà cũng rất nhiều người đang thắc mắc. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sản phẩm Line X của Electro Voice nhé. Dòng Line X của Electro Voice được sinh ra để dành cho những sân khấu biểu diễn âm thanh chuyên nghiệp. Vì vậy mà sản phẩm vô cùng thích hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, từ những người như là nghệ sĩ, các band nhạc, những người kỹ sư âm thanh, cho đến những tổ chức như là trường học hay là doanh nghiệp. Với dòng Line X thì hôm nay chúng ta có 3 model sản phẩm, đó là LX112, LX115 và LX118. Về thiết kế của sản phẩm thì như các bạn có thể quan sát thì sản phẩm được sơn một màu sơn màu đen rất là tinh tế và giúp cho chúng ta có thể dễ dàng đặt trong nhiều không gian khác nhau. Vỏ ngoài của sản phẩm thì được sơn một lớp sơn nano tĩnh điện giúp sản phẩm có khả năng chống trầy xước và va đập. Màng ngoài của loa thì được thiết kế bởi hợp kim không gỉ, giúp loa có độ bền và có thể hoạt động trong tần số âm thanh cao. Và đối với hai model sản phẩm đó là LX115 và LX118 thì được thiết kế với hai tay cầm ở hai bên giúp chúng ta có thể dễ dàng di chuyển và lắp đặt. Và phía đằng sau của loa thì được trang bị và thiết kế bởi cổng kết nối giúp cho chúng ta có thể dễ dàng kết nối sản phẩm và sử dụng sản phẩm. Điểm khác nhau cơ bản của ba model sản phẩm này đó là kích thước của loa bass tương ứng đó là 12, 15 và 18 inch và tương đương với trọng lượng đó là 16, 27 và 30 kg. Và một điểm khác nhau nữa ở ba dòng loa hôm nay mình giới thiệu đó là dòng sản phẩm LX112 và LX115 thì có cực gắn ở phía dưới, còn sản phẩm LX118 thì cực gắn sẽ nằm ở phía trên để giúp chúng ta có thể chồng các loa lên nhau. Với model LX112 và LX115 thì đây là hai loa toàn giải, sở hữu một loa treble và một loa bass giúp tái tạo âm thanh một cách chân thực và rõ ràng, tôn lên giọng hát của người dùng. Loa LX112 công suất nhỏ gọn, trầm thanh chắc khỏe, công suất xử lý 250W liên tục và có thể lên đến 1000W, có cực gắn với loa siêu trầm Line X. LX115 công suất lớn hơn, âm thanh đầy đủ, to khỏe hơn cho không gian rộng, công suất xử lý 400W liên tục và có thể lên tới 1600W, có cực gắn với loa siêu trầm Line X. Loa LX118 bổ sung âm trầm cho LX112 hoặc LX115, công suất xử lý 400W liên tục và có thể lên tới 1600W, phù hợp với mọi loại nhạc cụ, không lo nhiễm hay tạp âm. Loa có thể hoạt động mạnh mẽ trong thời gian dài mà không bị nóng. Hộp toàn giải xếp chồng hoặc gắn với LX112 và LX115. Tất cả những sản phẩm mà mình vừa giới thiệu thì Electro Voice còn cho ra đời những phiên bản loa liền công suất để đáp ứng được những nhu cầu sử dụng khác nhau của người dùng.
bạn không cần phải sử dụng đến những thiết bị khuếch đại âm thanh mà vẫn sở hữu cho mình một hệ thống âm thanh nhỏ gọn và tiện lợi. Và các sản phẩm mà Electro Voice cho ra đời đó là các model LX112P, LX115P và LX118P. LX112P và LX115P, loa hai đường tiếng lừng công suất, toàn giải đặt sàn hoặc dùng làm loa kiểm tra. Công suất đi kèm 1000W Class D, làm mát không cần quạt. Bao gồm một loa woofer và một loa tweeter. Dễ dàng kết nối và điều khiển với nhiều lựa chọn cho đầu vào và đầu ra tín hiệu. LX118P, loa siêu trầm đặt sàn lớn công suất. Công suất đi kèm là 700W Class D, làm mát không cần quạt. Giải tần số từ 32Hz đến 130Hz. Bao gồm một loa woofer 18 inch, tăng cường giải âm trầm cho hệ thống âm thanh. Xin chào mọi người, vừa rồi thì chúng ta đã được trải nghiệm dòng sản phẩm LX của Electro Voice, một dòng loa mà theo các bạn đánh giá thì các bạn cảm nhận như thế nào về chất âm của sản phẩm này? Thì đối với một khía cạnh của một người chơi nhạc như em thì ở một chiếc loa thì bọn em rất là chú trọng về vấn đề là âm thanh và cái chất âm của nó. Thì cái điều đấy thì em rất hài lòng ở chiếc loa mà bọn em đang sử dụng, bởi vì riêng những cái trống này thì nó sẽ cho bọn em những cái tiếng rất là ấm và em nghe rất là đã tai khi mà chơi nhạc. Còn bạn thì sao ạ? Bạn cảm nhận như thế nào khi trải nghiệm sản phẩm ạ? Dạ vâng, thì em là người đóng vai trò hát trong band. Thì em cũng đã từng đi diễn và cũng đã từng nghe rất là nhiều loại loa rồi. Và điều em cảm thấy ở loa này là chất lượng âm thanh thực sự rất là chân thực. Và mình hát ra thì cảm giác cũng rất là tự nhiên. Ngoài ra thì âm cũng rất là sắc nét. Nếu như được đánh giá thì bạn chấm bao nhiêu điểm cho dòng sản phẩm loa LX của Electro Voice? Thế là 9 trên 10. Cảm ơn bạn. Vậy còn bạn thì sao ạ? Là bạn là guitarist đúng không? Bạn đánh giá như thế nào về chất âm của sản phẩm ạ? Với một người chơi guitar như em thì điều quan trọng nhất là cái tiếng của hợp âm và các nốt nhạc, nó phải nghe thật là rõ ràng và nó sát với thực tế. Thì cá nhân em cảm nhận là nghe nó gần như là không khác một tí gì so với mộc. Nghe rất là sát, nghe trong, không rất có bị đục đứt gì cả. Đó. Nên là em cảm thấy rất là hài lòng với cả thiết bị âm thanh này. Vậy thì sau cái trải nghiệm ngày hôm nay thì các bạn có ý định là sẽ sử dụng cái sản phẩm này cho những buổi trình diễn tiếp theo của mình không ạ? Chắc chắn là có ạ. Cảm ơn các bạn vì những trải nghiệm và những chia sẻ hôm nay tại chương trình audio. Và chúc các bạn sẽ có những buổi biểu diễn hoàn hảo sắp tới với những cái nhạc cụ và những cái bài hát tâm huyết của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy là hôm nay chúng ta đã được tìm hiểu và trải nghiệm về dòng sản phẩm Electro Voice LX. Và đặc biệt là thông qua những đánh giá, những trải nghiệm của một ban nhạc chuyên nghiệp. Và mình tin chắc rằng thì đây sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời của những người yêu thích về thiết bị âm thanh, đặc biệt là những người biểu diễn âm nhạc, hát karaoke hoặc là chúng ta đang cần một sản phẩm loa để lắp đặt trong các phòng họp hay là hội trường. Nếu như các bạn còn băn khoăn về các thông số kỹ thuật của các sản phẩm hay bất kỳ một hệ thống âm thanh nào khác, các bạn có thể liên hệ tới số hotline 0904 575856 của chương trình audio. Hoặc để đặt hàng và nhận những thông tin khuyến mãi thì các bạn có thể liên hệ tới hotline 0902 188 722 hoặc truy cập vào website của tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.